sử Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Xuất sắc vượt qua 35 thí sinh tài sắc đến từ khắp mọi miền đất nước trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề Thập kỷ hương sắc, diễn ra vào tối 20 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp Đỗ Thị Hà đến từ Thanh Hóa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cô sở hữu một hình thể đẹp với chiều cao 1m74, nặng 52kg, số đo 86-90cm. Hà cũng là một trong hai thí sinh có đôi chân dài 1,11m khủng nhất cuộc thi năm nay. Hiện cô đang theo học ngành luật kinh doanh thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đây cũng là ngôi trường mà Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga từng theo học. Cô gái lớn lên ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, hiểu được sự vất vả của cha mẹ, Hà sớm có cuộc sống tự lập để giúp gia đình vơi đi phần nào gánh nặng. Khi đến Hà Nội học đại học, cô sắp xếp thời gian đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Với ngoại hình tươi hình, nụ cười tươi tắn, Hà bén duyên với công việc làm người mẫu. Tuy nhiên, Hà vẫn ưu tiên việc học trên hết và không vì công việc làm thêm mà bỏ tiết học nào. Gia đình của nàng hậu có 3 anh chị em, cô là con út. Anh chị đều đi làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có căn nhà khang trang ở quê nhưng bố mẹ đều làm nông nghiệp, Đỗ Thị Hà ngoài thời gian học cũng phải đi làm ruộng giúp đỡ gia đình. Gần đây, ông bà nội già yếu nên cô cũng thường về quê chăm sóc ông bà. Để có chi phí đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu, Hà đã phải tiết kiệm tiền ăn trong nhiều tháng liền. Hà tâm sự, từ năm 2016, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam, mình thấy chị là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng và hâm mộ các dự án nhân ái của chị. Mong muốn mình cũng có thể thực hiện các dự án nhân ái như vậy, mình quyết tâm tham gia cuộc thi, trở thành Hoa hậu và được nhiều người chú ý khiến cô gái vốn quen với đời sống tỉnh lẻ, không khỏi áp lực. Mọi thứ đều phải đánh đổi. Trở thành Hoa hậu là niềm vui, đồng thời cũng mang trên mình trách nhiệm. Nhưng chính sức nặng của vương miện sẽ là trọng trách giúp Hà cố gắng hơn mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, Hà bộc bạch. Theo tiết lộ từ phía gia đình, từ nhỏ, Đỗ Thị Hà đã có năng khiếu hát, nhảy múa. Cô gặt hái nhiều thành tích ở trường cấp 2, 3. Trong khi đó, bố Đỗ Thị Hà cho biết con gái ngoan ngoãn từ bé và đạt nhiều thành tích học tập ấn tượng. Bố người đẹp chia sẻ, cái nôi gia đình tôi là như thế. Tôi không quan trọng con mình phải học giỏi, đạt vị trí cao như thế nào nhưng điều quan trọng là đạo đức. Tôi chỉ mong con gái được như thế. Hà là một cô gái tự lập từ nhỏ. Bất kỳ việc gì Hà cũng tự làm, rất ít khi phiền đến anh chị và bố mẹ. Trong nhà, Hà là con út, trước Hà còn có hai anh chị. Cả ba đứa con nhà tôi đều hiền lành, giản dị, chất phác và chịu khó. Ngoài ra, Hà cũng rất giống tính tôi, đó là đã nói là làm, sống rất chân thật. Mỗi tháng đi học, gia đình chu cấp cho Hà 3 triệu đồng. So với mức sống đắt đỏ ở thành phố thì không đáng là bao nhưng Hà chưa bao giờ gọi điện về xin thêm. Trước đó, con có đi làm thêm nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng, ông Đỗ Văn Tào nói thêm. Kể từ sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, đời tư của nàng hậu đều được theo dõi sát sao, trở thành tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội. Được biết, người đẹp xứ Thanh từng theo học tại trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3, Thanh Hóa. Theo thầy Phạm Văn Quý cho biết, Đỗ Thị Hà từng là học sinh lớp chọn A1 trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3, Thanh Hóa khóa 2016-2019 do thầy Quý làm chủ nhiệm cả 3 năm. Thầy Phạm Văn Quý, thầy giáo chủ nhiệm trong suốt 3 năm học của Tân Hoa hậu nhận xét Đỗ Thị Hà là một cô gái năng động, hoạt bát và luôn cố gắng trong học tập. Em là một người giàu nghị lực vươn lên, điều đó thể hiện qua kết quả học tập luôn tiến bộ theo từng năm. Trong kỳ thi năm 2019, số điểm của em rất cao, tất cả các môn khối đó đều trên 8 và đậu vào kinh tế quốc dân. Em học rất tốt và đều các môn. Bên cạnh đó, thầy cũng cho biết, đối với Hà, em ấy luôn luôn là học trò của tôi. Trước đây, lúc chưa bận rộn, em ấy cũng hay nhắn tin hỏi thăm. Sinh nhật tôi em ấy cũng điện về bảo không về được. Tôi nghĩ một người con gái xuất phát từ thôn quê và nỗ lực đạt được ngôi vị hoa hậu, đối với tôi, em ấy hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện đó. Đỗ Thị Hà không chỉ là niềm tự hào của trường mà còn là của cả tỉnh. Còn thầy Nguyễn Văn Thao, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3 chia sẻ, cựu học sinh Đỗ Thị Hà là người khiêm tốn, là học sinh xuất sắc của trường, là cán bộ đoàn tích cực. Riêng ở môn sinh học do thầy Thao dạy, Tân Hoa hậu đạt điểm tổng kết đến 9,1. Giáo viên nào từng dạy Hà đều đánh giá tốt, kể cả trong cuộc sống lẫn học tập. Tôi thấy không ai chê Hà điểm gì, thầy Thao chia sẻ. Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đã từng thử sức với các cuộc thi hoa khôi sinh viên do trường tổ chức. Việc tham gia nhiều cuộc thi giúp Hà không ngừng nỗ lực, cố gắng và hoàn thiện bản thân, trở thành bước đệm để ghi tên mình vào cuộc thi danh giá này. Nói về các dự án sau đăng quang, Tân Hoa hậu cho biết, bên cạnh đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động, Hà sẽ tham gia những dự án cộng đồng, đồng thời kêu gọi, tổ chức các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa đến các bạn trẻ tinh thần chung tay chung sức vì cộng đồng, nhất là sau thời điểm Việt Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bão lũ miền Trung. Sau khi đăng quang trong đêm chung kết, một trong hai Tân Á hậu sẽ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu quốc tế 2021, diễn ra vào tháng 10 năm 2021 tại Nhật Bản. Riêng Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ đại diện cho Việt Nam dự thi một trong ba cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới là Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái Đất và Hoa hậu Thế Giới.